Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Calamandorap nhận được 200 triệu đồng token Dion Hut. Một số thông tin về đồng token này, các bạn có thể copy sao chép contract và dán lên cái bia trình duyệt BSCK nhé để tra cứu thông tin. Thì là số tổng cung phát hành là 850 triệu tỷ nhé, đã có 336 tài khoản hơn đây, đã phát sinh 813 triệu rồi. Rồi thì các bạn truy cập vào link website calamandorap.net, link truy cập website của mình để phần dẫn mô tả của đây nhé. Sau khi các bạn được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website của mình. Bước một, các bạn xem xét contract, các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây này. Sau đó các bạn quay sang ý người ta mắc một chút rồi lát rồi các bạn nhé. Các bạn dán địa chỉ và bằng vàng ký hiệu AUSD cho tập 18, các bạn nhấp F token và nhấp input token nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập 1 và ví, các bạn quay trở lại website calamandorap.net, tìm tới bước 2, nhấp vào link giúp bọn đây để nhận token nhé. Rồi, bạn nhấp vào phần này calamandorap, ở dưới này là phần mua nhé, bạn có điều kiện để mua, có một điều kiện để mua các bạn calam, các bạn nhấp vào phần này nhé. Rồi, bây giờ vào phần đầu với ví, bạn nhấp tiếp theo, bạn nhấp kết nối nhé. Ví ra là 0.000849 đây là bên nhấp xác nhận của mình. Một giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website cá vào góc nhất để cập nhật những dịch vụ phần thưởng. Tập cần mới nhất chưa nào mà được xếp chạy nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Golden Blaze yet, thì nhiều sàn khác các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để có làm được 1 triệu thì tập cần là AUSD. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.